Rồi đây nè, đang là sẽ chạy bằng LTE nhé, 95% này, nhiệt độ bây giờ đang là tầm khoảng 35 độ C. Đó, rồi mình chơi đi. Từ để bố cho yên vậy, xong là để bố cho xem cấu hình nữa nhá. Ok đi. Ở ngoài trời đang khá là nắng các bạn, nắng to luôn. Đó. Ôi, từ từ. Tắt đi, tắt ít đi. Rồi, tắt hết. Đây, từ từ bố cho xem cấu hình. Chơi bố đi, chơi bố đi. Đó, bật cái này đã. Xem cấu hình này. Đây, các bác có thể thấy này. Đang là cao hết rồi nhé. Cao đến rất cao luôn. À đây, tối đa luôn này. Tối đa luôn, đó. Ok. Cho tối đa hết rồi nhé. Đó. Ok, tắt ra chơi đi. Đó, để ý vậy, để ý cái màn hình vậy. Rồi, chơi. Chơi cái nào còn thích ấy. Hơi khó. Rồi. Bắn súng ngắn á. Cái trò này không có ấy nhỉ. Ui, chưa chi đã chết rồi. Đi nào, tập trung vào, đi nhắm chung à, tập trung vào, nói chung là tập trung vào, tập trung à, đi phải là súng súng à, khờ bỏ cho ngừng ở đó vậy tí tới chỗ này này. Mắn. Đó. Em một thằng nhóc 7 tuổi đang chơi đấy nha. Em là không biết chơi cái trò này. Tao luyện cái thằng này nó chơi, nó chơi ngu thôi. Ừ, cho xem đi. Đừng vứt điện thoại với con vỡ. Cứ chơi đi. Chết thì chơi lại có gì đâu. Còn giữ im cái điện thoại ở một vị trí đấy thôi nha. Con nghe rõ chưa? Nhìn chết nhỉ. Nó bắn con ở xa hay nó bắn súng bắn tỉa ấy. Cái gì vậy? Đây. Với cái đầu của bo. Bo ngồi chỉ những cái đầu ra xa tí. Vậy, vậy đúng rồi.
Dương với điện thoại vào cái đầu xa xa này. Chứ ba lần. Sao vậy? Biết gì con? Mami là sao vậy? Bố không hiểu đâu. Bố có biết chơi trò này đâu. Con biết chơi mà. Ê, bố ơi tránh nha. Bố chơi bắn súng. Con tắt điện thoại kia đi. Từ đã cho tối cửa đi. Chẳng bán được. Cũng được, để cho hết đạn. Con bé đang chơi thì nó cứ lắc lư cái điện thoại khó là khó quay hết. Có phải giữ im cái điện thoại nghe chưa? Bỏ điện thoại đến đây. Con cứ ở đá con điện thoại im căng như vậy. Ừ, chơi cũng đây. Đây, bố chơi cực đây, con chơi đi, con chơi đi, con chơi đi, con chơi đi. Con chơi cho màu. Ôi, đánh vào đấy. Hai đứa bé các bạn đang phải dỗ đứa bé kia để nó chơi cái kia. Một ván Call of Duty này khá lâu nhỉ. Đụng hết rồi. Ừ. Cứ bình tĩnh thôi, tập trung vào. Đây nó cứ dùng súng này. Biết gì. Đây nó sẽ dùng hắn. Đấy, cho vào cái đấy. Dạ, ui dạ. Bao nhiêu chiếc máy bay à? À, biết đường máy bay để tìm kết kìa. Xuống đất rồi. Cụ đã bị xuống đất. Nè bắn nó. Tôi thấy màu đỏ là bắn. Ôi cụ đã ra đi. Trần lạnh toát. Ờ đúng rồi. Đã ra đi. Đã ra đi là cái chết. Cụ đã ra đi. Chạy đi chứ, đứng một chỗ vậy. Ui, kìa cái gì đôi chúng vậy. Ui, nó chết. À, vẫn chết rồi. Cố lên. Đấy, đỏ kìa, hết đạn. Chết.
Ghê xuống này. Gì vậy? Điện à? Ôi, nó bị giật điện à? Kinh ngoài. Nó có thích xuống này. Đấy kia đỏ kìa, bắn nó, bắn nó. Đồ kìa. Bên phải, bên trái. Bên trên. Cố lên, cố lên. Ôi 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 ôi. Ờ vậy mà cũng thắng. 50. Rồi, ăn may thôi, ăn may thôi. Rồi ok, thế nào? Để xem lại nhỉ. Ok, thế thôi. Vậy thế thôi, nhiều quá rồi.